Thời điểm gần đây, mạng xã hội được dịp dậy sóng trước sự việc một giảng viên của trường FPT Polytechnic có tên là MD bị cho nghỉ việc vì có thái độ phê bình học sinh không chuẩn mực. Lật lại vụ việc này từ thời điểm bắt đầu, chúng ta có thể điểm qua một số mốc thời gian chính như sau. Sự việc bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 khi một sinh viên có tên là KL bị giảng viên MD cho không điểm sau khi nộp bài thi môn học màu sắc ngành thiết kế đồ họa. Lý do được giảng viên đưa ra cho quyết định trên là bởi sinh viên KL đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình tạo ra sản phẩm, không có khả năng chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn của giảng viên. Trước đó, giữa sinh viên và giảng viên đã có bản cam kết không được phép sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bài tập lần này. Trước quyết định trên, KL đã có các dòng tin nhắn trao đổi với giảng viên và cô MD đã có những phê bình về cách thức làm bài, cũng như việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm của sinh viên. Theo báo Dân Việt, ngay khi biết được sự việc, chị gái của KL đã phản ứng gay gắt. Theo nhà trường, chị gái của KL đã đến trường phản ánh sự việc, đề nghị gặp trực tiếp giảng viên tại trường để trao đổi. Nhưng cô MD từ chối gặp mặt trực tiếp vì lý do cá nhân. Tiếp đó, bài của KL được trường tiến hành chấm lại và đạt 5 điểm, đủ để qua môn. Giảng viên sau đó đã gặp sinh viên, xin lỗi trực tiếp dưới sự chứng kiến của phòng đào tạo. Ngoài ra, giảng viên MD cũng gửi tin nhắn xin lỗi KL trong group lớp vì đã có những ứng xử gây hiểu lầm khiến cho KL buồn. Cuối cùng, vào thời điểm cuối tháng 8 vừa qua, giảng viên và nhà trường đã có sự trao đổi, thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng. Từ đây, nhiều sinh viên đã lên tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định giảng viên đã làm đúng với nghĩa vụ và quyền hạn. Các bạn học sinh sinh viên chia sẻ những tin nhắn trong nhóm chat để đưa ra cái nhìn đa chiều cho toàn bộ sự việc. Với Spider Room, khi nhìn nhận lại và phân tích toàn bộ sự việc, chúng ta có thể thấy được tất cả các lùm xùm này bắt nguồn từ việc sinh viên KL đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào bài tập, trong khi giảng viên và sinh viên đã có những cam kết từ đầu rằng không được phép sử dụng các sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này khiến cho chúng mình thấy đây là một vấn đề đáng quan ngại. AI dù được ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển của học sinh và việc giảng dạy của các giảng viên? Liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình học tập có phải là một sáng kiến tốt khi đặt lên bàn cân so sánh với những lợi ích và tiêu cực mà nó mang tới? Và nếu sử dụng AI trong giáo dục, chúng ta cần phải có định hướng như thế nào? Mong rằng một số nội dung chúng mình cung cấp trong video này có thể cho bạn những góc nhìn mới về AI trong học tập và giáo dục các thế hệ tiếp theo. Việc học sinh sử dụng AI trong trường học, đặc biệt là với các mục đích cụ thể như là trả lời các câu hỏi của giáo viên, hoàn thành bài tập về nhà hay tạo ra các sản phẩm cuối kỳ để kết thúc môn học đã không còn quá mới lạ trong những năm gần đây, khi các ứng dụng AI như là ChatGPT, Midjourney bùng nổ khắp mọi nơi. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực giáo dục không phải là ngoại lệ. Hiện tại, đây đang là một vấn đề rất đau đầu với các trường học tại Mỹ khi hầu hết các giáo viên đều công nhận sự hiệu quả của việc ứng dụng AI trong việc giảng dạy, học tập và tiếp thu kiến thức. Nhưng họ lại rất quan ngại nếu như mà AI được sử dụng sai mục đích thì có thể gây ảnh hưởng tới thói quen và tư duy của học sinh. Một sự việc tương tự với sự việc lùm xùm tại FPT Polytechnic đã xảy ra khi một sinh viên tại trường trung học Broadneck tại tiểu bang Maryland đã nhận điểm 0 vì đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để hoàn thành một bài tập môn tiếng Anh. Hiệu trưởng của trường Broadneck nhận định rằng học sinh này đã vi phạm chính sách của trường về liêm chính học thuật và sự việc này sẽ bị ghi lại ở trong học bạ. Trước đó, các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng đã xác nhận rằng phong cách viết, từ vựng và cấu trúc trong bài hoàn toàn không đồng nhất với các bài tập mà học sinh này đã thực hiện trước đó. Mẹ của học sinh trên, bà Davis, hiện vẫn đang tiếp tục kháng cáo và mong muốn tìm lại công bằng cho con của mình, bởi cô bé vẫn chưa có cơ hội giải thích và trình bày toàn bộ sự việc trước hội đồng trường. Còn về phía các hội đồng giáo dục của Mỹ, họ đều cùng nhau lên tiếng rằng trí tuệ nhân tạo có rất nhiều điểm hữu ích. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đảm bảo rằng các sinh viên và giáo viên đang sử dụng nó một cách chính xác. Những sự việc học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập hay rộng hơn là trong lĩnh vực giáo dục đang là chủ đề rất được quan tâm với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Các cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi giữa các bên, bao gồm giáo viên, phụ huynh, học sinh và các nhà phát triển công nghệ trong giáo dục. Các chủ đề hầu hết xoay quanh cơ hội cho việc học tập của sinh viên với AI, đánh giá về hiệu suất học tập và làm việc so với các rủi ro có thể xảy ra như là tăng khả năng sao chép và gian lận, nguy cơ thông tin sai lệch và đặc biệt là sự suy yếu trong khả năng tư duy. Đến cuối năm 2023,
ChatGPT được liệt vào danh sách các trang web bị cấm sử dụng cho cả giáo viên và học sinh tại các trường học lớn tại Mỹ. Phong trào này cần được lan rộng khi các trường công lập của thành phố New York và Los Angeles đã chặn truy cập vào ChatGPT từ mạng Wi-Fi và các thiết bị của trường. Từ đây, các khu vực khác cũng nhanh chóng thực hiện theo phong trào này. Một số lý do nổi bật cho lệnh cấm này được các bên đưa ra như sau. Thứ nhất, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo hiện vẫn đang thiếu rõ ràng, khiến cho các học sinh tin vào những phép màu mà công nghệ này có thể tạo ra so với những gì mà các ứng dụng này có thể thực sự thực hiện trong đời sống. Thứ hai, AI có thể bịa đặt sự kiện, làm rối loạn thông tin, không trích dẫn nguồn cụ thể, hay không thể phân biệt được giữa các nguồn tin đáng tin cậy và nguồn tin không đáng tin. Trong khi một số công ty công nghệ giáo dục đang tìm ra cách tạo ra các ứng dụng chỉ dựa vào các tài liệu giáo dục hiện có, những nhà phát triển trí tuệ nhân tạo khác lại đang cảnh báo người dùng kiểm tra lại các câu trả lời và nguồn tham khảo mà AI mang tới. Rủi ro nhất có lẽ là việc sử dụng AI rộng rãi sẽ khiến cho thông tin đúng đắn do nhà trường giảng dạy cho học sinh bị thay thế hoàn toàn bởi các thông tin sai lệch mà chúng mang lại. Thứ ba là sự suy giảm tư duy. Càng phụ thuộc vào AI để sản xuất sản phẩm, hoàn thiện bài tập về nhà có thể dẫn đến sự suy giảm nhận thức của học sinh, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Nó cũng có thể dẫn đến việc học sinh bị đánh giá thấp các giá trị nội tại của việc chủ động học tập trên lớp hay là tại nhà khi AI khiến mọi thứ tự động hóa với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Có thể nói ngắn gọn, học sinh bị lười hóa trước sự nhanh chóng và tiện lợi mà trí tuệ nhân tạo mang đến. Thứ tư là sự thay thế cho công việc. Đối với hầu hết các giáo viên, nguy cơ thất nghiệp do công nghệ AI gây ra vẫn còn rất thấp. Tuy nhiên, việc AI thay thế các giảng viên giảng dạy là một việc hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai khi công nghệ này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhìn chung, yếu tố quan trọng nhất mà các hội đồng giáo dục lo ngại chính là sự ảnh hưởng của AI tới tư duy của học sinh và các giá trị nội tại mà các học sinh mất đi nếu áp dụng AI trong học tập. Cách tiếp cận theo hướng cấm cản được nêu ở phía bên trên gây ra nhiều điểm hại hơn là lợi. Chưa kể, càng cấm hoặc là càng hạn chế AI thì học sinh lại luôn tìm cách vượt qua các lệnh cấm đó. Bên cạnh đó, các lệnh cấm chỉ là giải pháp tạm thời, còn nguyên nhân gốc rễ vẫn sẽ ở đó. Ví dụ, những lo ngại về gian lận do ChatGPT tạo nên đang chỉ ra sự thiếu đúng đắn trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh. Đồng thời, khi nêu ra các lý do tiêu cực để cấm AI trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta cũng cần phải nêu lên những lợi ích như là cơ hội mà trí tuệ nhân tạo có thể mang lại. Ví dụ, ChatGPT có thể khiến việc học và giảng dạy trong các lớp học trở nên phong phú cũng như là dễ tiếp cận hơn. Và lệnh cấm hoàn toàn AI có thể khiến cho cơ hội tiếp cận kiến thức của sinh viên và học sinh và việc khai thác công nghệ để hướng dẫn hoặc là phát triển bài giảng của giáo viên bị hạn chế. Thay vì cấm và tìm mọi lý do để ban hành lệnh cấm, các trường học bắt đầu nhận ra nhu cầu áp dụng và sử dụng AI có thể khác nhau tùy theo giáo viên, lớp học và học sinh. Chỉ 4 tháng sau khi lệnh cấm ban đầu từ các trường học, sự thay đổi xảy ra trong các cuộc gặp gỡ giữa các đại diện công nghệ AI và những chuyên gia giáo dục để đi đến một ý kiến thống nhất. Tại các trường tại New York và Washington đã sẵn sàng ngồi lại để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy và học tập. Một số đại diện của các công ty công nghệ đã đến thăm các lớp học ở các cấp học khác nhau để chia sẻ về các mô hình trí tuệ nhân tạo hoạt động, cũng như là cách nhận dạng và tận dụng nội dung do AI tạo ra. Từ đây, một số trường học khác cũng đang dần chấp nhận tiềm năng của ChatGPT, quyết tâm đặt ra các giới hạn về việc sử dụng nó để ngăn ngừa lạm dụng. Các học sinh từ Pennsylvania được rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện bằng cách phân tích, chỉnh sửa văn bản do AI tạo ra. Trong tất cả các trường hợp trên, việc tích hợp AI một cách có trách nhiệm sẽ đòi hỏi các trường học đầu tư vào các quy trình giám sát hợp lý và đẩy mạnh phát triển chuyên môn cho các giáo viên. Các vấn đề khác nhau thì có thể xuất hiện trong trường hợp sử dụng AI khác nhau. Vì vậy, lệnh cấm hoàn toàn có thể hạn chế khả năng học tập của học sinh và khả năng truyền đạt của giáo viên. Từ đó, chúng sẽ gây ảnh hưởng đến việc áp dụng và sử dụng AI trong các cơ hội hậu trung học, hậu đại học hoặc là ở nơi làm việc. Tuy nhiên, quay lại với trường hợp trường FPT Polytechnic, khi giảng viên và sinh viên đã cam kết với nhau về vấn đề không sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, việc sinh viên vẫn cố ý sử dụng cần được nhà trường và các bên liên quan đánh giá cẩn trọng và kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng.
Ngoài ra, vào chiều ngày 3 tháng 9, sau khi có kết quả sự việc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã nhận định rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước đó theo thỏa thuận giữa nhà trường và giảng viên là nóng vội, chưa đáp ứng cơ sở pháp lý. Sáng cùng ngày, Ban giám hiệu FPT Polytechnic cùng lãnh đạo phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic đã gặp gỡ, làm việc với giảng viên và các bên liên quan để đi đến thống nhất về việc giảng viên MD sẽ tiếp tục tham gia giảng dạy tại trường. Về phía sinh viên và phụ huynh, nhà trường sẽ phối hợp giải quyết theo nguyện vọng của gia đình để sinh viên sớm ổn định tâm lý và đạt kết quả học tập tốt nhất. Có thể thấy cái kết này hợp lý sau những lùm xùm xảy ra. Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng nhà trường đã quá vội vàng trong các quyết định xuyên suốt vụ việc, xoay giảng viên như trong chóng trước những sản phẩm AI mà học sinh tạo ra và không đặt ra giới hạn khi người nhà của học sinh tận dụng quyền lực mềm để tranh đấu. Sau tất cả, chúng ta phải thừa nhận rằng trí tuệ nhân tạo là làn sóng không thể tránh khỏi trong những năm tới. Mong rằng bạn sẽ giữ được một thái độ đúng đắn, vững vàng, trang bị đầy đủ kiến thức về AI, phân định rạch ròi giữa những lợi ích và tác hại để sẵn sàng đối mặt với những sự việc tương tự như vậy xảy ra. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!